Chào mừng các bạn đã đến với Thế giới không dây kỹ thuật số. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Smart Access để kết nối với hệ thống không dây Evolution Wireless Digital EWD của hãng Sennheiser. Đầu tiên là các bạn phải tải phần mềm ứng dụng về máy tính bảng hoặc điện thoại. Cái phần mềm này mình có để ở phần mô tả, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website của G-Music để tải về. Sau khi tải và cài đặt phần mềm vào điện thoại hoặc máy tính bảng, các bạn sẽ có được cái mục như ở hình bên kế bên. Phần mềm EWD Smart Access, cái màu đen, các bạn sẽ nhấn vào. Thì mình sẽ nói sơ về cái giao diện của phần mềm này. Ở góc bên phải trên cùng có dấu ba chấm, thì nơi đây là nơi thực hiện các chức năng chính của phần mềm ứng dụng. Đầu tiên là hàng Add Device, là nơi thêm thiết bị, đầu Receiver. Hàng thứ hai là Auto Scan, là nơi chúng ta sẽ thực hiện chức năng tự động dò giải tần số cho tất cả các đầu receiver. Hàng thứ ba là Track Transmitter, là nơi chúng ta để kiểm tra các đầu phát transmitter. Hàng thứ tư, Shot Link, là nơi chúng ta có thể sắp xếp các đầu receiver để chúng ta có thể dễ quản lý hơn. Hàng kế bên là Update Device, là nơi chúng ta sẽ update các phần mềm firmware cho các đầu receiver. Vì đây là cái đầu thu kỹ thuật số nên nó sẽ sử dụng phần mềm để hoạt động. Và nhà sản xuất Sennheiser sẽ liên tục cập nhật các phiên bản mới để chúng ta có thể quản lý hoặc là làm việc hiệu quả một cách hiệu quả hơn. Hàng dưới cùng là chính là cái Star Demo. Cái Star Demo này là dùng để cho chúng ta thực hiện các thao tác nếu như chúng ta chưa quen. Thì ví dụ chúng ta sẽ đăng nhập vào cái Star Demo và chúng ta bắt đầu làm thử. Ví dụ ở đây là họ có cho sẵn ba cái kết nối đó để chúng ta thực hiện Auto Scan, các chức năng như trên đây. Thì các bạn có thể, nếu như các bạn chưa có sẵn hệ thống không dây thì các bạn có thể tải phần mềm này làm thử cũng được. Và nếu mà chúng ta không muốn thực hiện nữa thì chúng ta có thể bấm Quick Demo để quay trở lại màn hình chính. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào cái công việc chính, đó là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối các thiết bị receiver vào phần mềm ứng dụng Smart Access này. Đầu tiên chúng ta sẽ mở nguồn của cái đầu receiver. Sau đó ở trong cái màn hình chúng ta sẽ bấm vô cái phần Add Device to Setup, tức là thêm thiết bị. Thì ở đây họ báo là chúng ta sẽ phải tắt hết các thiết bị phát transistor để bắt đầu, và chúng ta bấm bắt đầu. Sau khi bấm bắt đầu thì ở trong phần mềm này mình cũng nói thêm là các bạn có thể quản lý một lúc 16 đầu receiver, tức là các bạn có thể quản lý cùng lúc 16 thiết bị không dây kỹ thuật số của hệ thống EWD. Và sau đó ở trên đầu thu receiver, các bạn sẽ nhấn giữ nút Sync, tức là nút đồng bộ, cho đến khi ở trên màn hình các bạn thấy hiển thị biểu tượng Bluetooth, hoặc là ở cái chỗ data sẽ hiển thị đèn xanh chớp. Lúc này trên phần mềm ứng dụng thì các bạn sẽ thấy xuất hiện tên của cái thiết bị receiver, và chúng ta sẽ bấm vào. Và ở sau khi bấm vào thì chúng ta có thể, đầu tiên là chúng ta sẽ đổi tên và đặt cái màu sắc để chúng ta dễ quản lý. Thì ở đây chúng ta có 15 màu. 15 màu này sẽ tương ứng với 15 màu mà hãng sẽ có bán phụ kiện dành cho hệ thống EWD như hình ở bên cho các bạn, để các bạn có thể đánh dấu và quản lý hiệu quả. Và ở phần đặt tên thì chúng ta có thể đặt tên chỉ với 6 ký tự nha các bạn. Các bạn phải lưu ý là chúng ta chỉ có 6 ký tự để đặt tên. Ví dụ bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái đầu receiver đầu tiên sẽ là ca sĩ A. Sau khi đặt tên ca sĩ A xong thì chúng ta sẽ bấm thêm vào thiết bị. Thì lúc này trên điện thoại sẽ báo là các bạn có yêu cầu ghép đôi Bluetooth, các bạn bấm ghép đôi. Sau khi ghép đôi xong thì các bạn sẽ thấy trên đầu receiver sẽ hiển thị tên mà chúng ta vừa đặt xong. Và ở phần mềm ứng dụng chúng ta sẽ bấm tiếp theo. Sau khi bấm tiếp theo thì nó sẽ hiển thị ba mục để chúng ta chọn, là thứ nhất là full range, là toàn bộ giải tần, thứ hai là chọn quốc gia, thứ ba là tùy chọn. Tùy chọn là các bạn có thể chọn tần số bắt đầu và tần số kết thúc để cái phần mềm ứng dụng họ tìm kiếm. Thì theo mình thì các bạn nên chọn vào full range và bấm scan để cái phần mềm nó tự động dò tìm cái giải tần số thích hợp nhất. Và sau khi dò tìm xong giải tần số thích hợp thì các bạn sẽ thấy ở đây đang sử dụng là giải tần 552
1.400 MHz. Nhưng mà ở dưới các bạn có thấy là có hai thiết bị kia là vẫn cũng như vậy, thì là do cái phần cái thiết bị này họ setup sẵn là cái phần cái sóng này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ kết nối tiếp cho cái đầu thu thứ hai. Hồi nãy là mình giới thiệu hướng dẫn cho các bạn cách kết nối một đầu receiver, còn bây giờ chúng ta kết nối cùng lúc nhiều đầu thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng lúc mở hai đầu lên. Và khi đó ở trên màn hình các bạn sẽ thấy là cùng lúc sẽ có hai thiết bị. Chúng ta sẽ ghép đôi, thao tác ghép đôi cùng lúc các đầu receiver, sau đó chúng ta sẽ điều chỉnh tên. Ví dụ đây là nhạc cụ, ví dụ như là guitar. Rồi. Cái ở giữa thì sẽ là mình sẽ đổi tên lại là ca sĩ B. Và chúng ta sẽ cho mình màu xanh. Rồi. Cái CA là nãy mình chưa chọn màu đó. Và guitar sẽ là màu tím. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong việc kết nối 3 thiết bị receiver vào phần mềm ứng dụng. Và ở đây để sắp xếp thì chúng ta có thể bấm vào phần sort link. Chúng ta sẽ sắp xếp theo lại thứ tự để chúng ta quản lý. Ví dụ như ở đây là ca sĩ A tin đầu tiên và ca sĩ B thì nằm dưới cùng, chúng ta sẽ chọn dưới cùng. Và như vậy là xong. Và đó là mình sẽ xong cái phần đặt tên. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại. Thì hiện tại 3 thiết bị đều đang cùng một sóng. Và chúng ta sẽ vô một 3 chấm và chúng ta sẽ bấm vào một auto scan. Thì lúc này họ sẽ báo là mình tắt hết các thiết bị phát để. Và chúng ta sẽ vẫn làm ở cái mục full range nha các bạn. Và bấm scan. Thì lúc này cái phần mềm nó sẽ tự động scan giải từng cho cả 3 thiết bị receiver. Và các bạn đã thấy ở đây 3 thiết bị receiver sẽ tự động thay đổi từng số thích hợp nhất, hoàn toàn tự động. Mọi thứ đã được cài đặt xong. Và bây giờ chúng ta có thể sử dụng kết nối với thiết bị transistor để xài.